Nhân duyên nghiệp báo giữa cha mẹ và con cái. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, người ta nói rằng được gặp nhau thoáng qua trên đường cũng là có duyên. Vậy nên không ngẫu nhiên mà trở thành người thân của nhau và sống cùng một mái nhà. Mọi chuyện xảy đến là vì những duyên nợ, những ân ân oán oán từ các kiếp trước mà thành. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng là không tránh khỏi quy luật nhân quả này. Ở một ngôi làng kia, có một cặp vợ chồng nông dân. Hai vợ chồng họ mãi mới sinh được một cô con gái. Nhưng con gái họ vừa chào đời đã có nhiều bệnh tật, thường xuyên ốm yếu. Cũng chính vì có một đứa con mà con lại ốm yếu, nên hai vợ chồng họ rất sủng ái đứa con này. Đứa trẻ muốn gì được đấy. Vì để chữa bệnh cho con gái, tiền của và tài sản trong nhà họ lần lượt ra đi. Và năm con gái họ tròn 18 tuổi, tài sản trong nhà chỉ còn lại một con ngựa duy nhất. Một ngày, con gái họ lại chỉ vào con ngựa này và nói: "Con muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ hãy làm thịt con ngựa này đi." Hai vợ chồng người nông dân nhìn con ngựa khỏe mạnh là tài sản duy nhất trong nhà, giúp làm việc đồng áng nên không nỡ lòng giết nó. Nhưng nhìn cô con gái duy nhất đang nằm trên giường thoi thóp thì trong lòng lại thấy đáng thương. Trong lúc hai người họ còn đang phân vân thì cô con gái kia lại nhắc lại một lần nữa: "Con đang rất muốn ăn thịt ngựa, cha mẹ không giết thịt con ngựa này đi thì con sẽ chết mất." Hai vợ chồng họ thấy con gái nói như vậy liền vô cùng luống cuống, hoảng loạn, liền mang con ngựa ra giết thịt. Sau khi làm thịt con ngựa, vợ chồng họ làm món hầm cho con gái ăn. Nhưng thật không ngờ, chỉ nửa canh giờ sau khi ăn, con gái họ nằm trên giường mà chết. Hai vợ chồng người nông dân gào khóc thảm thiết, hàng xóm láng giềng đến an ủi động viên, nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi đau mất con trong lòng họ. Con gái chết đi là một sự đả kích rất lớn đối với họ. Mặc dù họ biết rằng, từ khi con gái ra đời đều là mang đến vô cùng nhiều họa nạn, đến mức mà ngay cả tiền làm tang, chôn cất cũng không còn. Nhưng vì thương con, vợ chồng họ cũng không còn thiết sống, càng ngày thẫn thờ. Thấy thương cho tình cảnh của hai vợ chồng họ, một người đàn ông trong làng đã tìm đến nhà nói với họ rằng: "Ở ngôi chùa ở phía nam của ngọn núi kia có một lão hòa thượng, ông ấy có thể giải phá được rất nhiều chuyện ly kỳ. Hai người thử lên núi tìm gặp lão hòa thượng để hỏi về chuyện của con gái hai người xem." Thế là hai vợ chồng người nông dân này trèo đèo lội suối tìm đến gặp lão hòa thượng để thỉnh giáo. Sau khi kể hết sự tình về con gái từ khi ra đời đến lúc mất đi, người chồng cất lời hỏi: "Thưa thầy, không biết nhân duyên kiếp trước của vợ chồng con và đứa con gái này là như thế nào ạ?" Vị lão hòa thượng nghe xong không nói gì mà nhắm mắt lại ngồi thiền nửa ngày. Sau đó, ông chậm rãi nói: "Ở kiếp trước, thí chủ còn nợ con của thí chủ một khoản nợ, nên kiếp này phải hoàn trả. Hai người có muốn biết kỹ càng về khoản nợ này không?" Hai vợ chồng họ phủ phục trước mặt lão hòa thượng rồi nói: "Chúng con muốn biết nguyên nhân thực sự là gì, xin lão phương trượng nói chi tiết ạ." Lão hòa thượng vừa nhắm mắt lại vừa chậm chạp nói: "Ở kiếp trước, con gái của hai người là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Vào năm thiên kim tiểu thư này 18 tuổi, cha mẹ họ cùng cô con gái của mình đi thăm người thân. Không ngờ giữa đường lại gặp một toán cướp. Thủ lĩnh của toán cướp đó chính là con ngựa của nhà thí chủ ở kiếp này. Còn hai thí chủ khi đó là đám thuộc hạ của nó. Ba tên cướp này đã cướp sạch tài sản của nhà họ, giết chết cha mẹ cô gái, đánh đuổi người nhà họ. Tên thủ lĩnh còn cưỡng hiếp cô ấy. Cuối cùng, vị tiểu thư này đứng trên vách núi thề rằng: kiếp sau nhất định ta phải lấy đầu tên thủ lĩnh này để trả mối hận trong lòng mình." Nói xong, vị tiểu thư này nhảy xuống núi tự vẫn. Về sau,
tên thủ lĩnh vì cướp bóc quá nhiều, chết bị đầu thai thành súc sinh. Còn hai thí chủ về sau có làm việc thiện nên vẫn được đầu thai làm người, nhưng phải hoàn trả khoản nợ kia. Vị tiểu thư kia chuyển sinh làm con gái của hai người chính là để đòi nợ kiếp trước. Hai vợ chồng nghe xong nửa tin nửa ngờ. Hòa thượng, những lời ngài nói là thật sao? Lão hòa thượng nhìn hai vợ chồng họ rồi nói thêm. Thí chủ hãy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra với bản thân và cô con gái của mình thì sẽ thấy rõ điều này. Tất cả tài sản của thí chủ đều dùng để chữa bệnh và nuôi dưỡng con gái. Đây chính là tài sản mà thí chủ lấy của người ta ở kiếp trước, nay phải trả lại. Đến năm 18 tuổi, con gái thí chủ nhất định đòi giết thịt con ngựa kia. Chẳng là ứng với lời thề kiếp trước sao? Hai vợ chồng người nông dân này bấy giờ mới ngẫm nghĩ lại thì thấy quả đúng là mọi chuyện đều y như lời vị hòa thượng nói. Họ lập tức bái lại rồi thỉnh cầu. Xin phương trượng chỉ bảo cách để chúng con thoát khỏi nghiệp lực này. Lão hòa thượng trả lời. Chỉ có vứt bỏ cái ác, một lòng hành thiện, là một người lương thiện thì mới có thể hóa giải hết được. Nếu làm việc ác thì kiếp này không trả, kiếp sau sẽ vẫn phải trả hết. Hai vợ chồng họ cung kính cảm ơn vị lão hòa thượng rồi ra về. Cũng từ đó, hai vợ chồng họ một lòng hướng Phật, làm việc tốt để mong sám hối cho những tội ác ở kiếp trước của mình và cũng là để gieo trồng phúc báo cho kiếp sau. Câu chuyện Hòa thượng cua, một câu chuyện thể hiện sự ấm áp tình mẫu tử sau mấy mươi năm xa cách. Căn nhà lá siêu vẹo mục nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buồn gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm, đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ những việc lặt vặt hàng ngày. Một hôm mẹ bảo con, sáng nay mẹ bắt được mấy con cua, còn để trong giỏ ở góc bếp. Cậu nhìn lên, mẹ lại vội mỉm cười, bảo là có hạt bụi rơi vào mắt. Sau đó mẹ ôm cậu chặt hơn, và hai mẹ con cùng ngồi yên lặng, tận hưởng những giây phút sum vầy, hạnh phúc bên nhau. Hiển nhiên là cậu không thể sống thiếu mẹ, và ngược lại, mẹ cũng không thể nào sống mà không có cậu. Mãi nghĩ vẩn vơ, nhìn lại đã thấy trời gần đứng bóng. Cậu bé nhớ lời mẹ dặn, ra sau nhà, hái một đám rau đay, rửa sạch, rồi để vào dầu cho khô. Rau đay nấu với nước cua giã, mùa hè nóng nực, có bát canh này thì ăn đến đâu, mát ruột đến đấy. Hôm nay mình phải nấu thật ngon, mẹ đi bán về mệt, ăn vào chắc chắn sẽ khỏe ra ngay. Mẹ sẽ khen con mẹ giỏi ghê, và mẹ sẽ thưởng cho mấy cái hôn vào má. Chiếc giỏ tre nằm nơi xó bếp, mấy con cua bò lồm ngồm. Cậu bé đến gần, định chút cua ra cối giã, chợt thấy những đám bọt sùi trên thân cua. Cậu ngẩn ra nhìn. Thì ra, cua cũng biết khóc ư. Chúng sợ mình giết chúng đây mà. Tội thế thì thôi, làm sao mình nỡ hại chúng được nhỉ? Cậu mang giỏ cua ra bờ ao, chút hết cua xuống đất. Lũ cua được hồi sinh, vội vã bỏ đi tản mát. Cậu bé nhìn theo, mỉm cười. Buổi trưa nắng gắt, người mẹ trẻ quẩy gánh hàng rong còn nặng trĩu trở về. Từng vệt mồ hôi trắng loang lổ trên lưng áo, chảy ròng ròng trên mặt. Nghèo nàn cơ cực và đau khổ đã tàn phá nhan sắc người thiếu phụ quá sớm. Mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, ở nhờ nhà dì chú lại bị hành hạ, đuổi xua. Cô phải làm thuê ở mướn, nuôi thân qua ngày. Tuy cô hiền hậu dễ thương, nhưng gia cảnh quá bần hàn nên không ai muốn kết thân. Mãi về sau, gặp được người tử tế, tưởng số phận đã mỉm cười. Vợ chồng suốt đời nương tựa bên nhau. Nào ngờ chồng mắc cơn bạo bệnh, không tiền thuốc thang nên qua đời, để lại đứa con trai mới vài tháng tuổi. Cũng an ủi cho cô, đứa con càng lớn càng thông minh, lại rất ngoan, rất có hiếu. Mẹ đi bán về, bé biết rót nước cho mẹ uống, quạt mát cho mẹ. Thấy mẹ buồn, bé biết rúc đầu vào lòng mẹ, thỏ thẻ với mẹ đôi câu. Nếu không có đứa con, chưa chắc
cô có thể gắng sống đến bây giờ. Nhìn bát cà muối nằm chỏng chơ trên chiếc mâm tre, người mẹ ngạc nhiên hỏi: "Con quên nấu canh cua chăng?" Thằng bé ngập ngừng: "Con không quên đâu mẹ ạ. Nhưng lúc bắt cua định cho vào cối, con thấy chúng khóc tội quá nên đã thả hết rồi." Người mẹ tức nghẹn, trố mắt nhìn con, lát sau mới thốt lên: "Cái gì? Mày nói cái gì?" Nhìn đôi mắt long lên của mẹ, thằng bé co rúm người lại, líu díu không ra tiếng: "Dạ, con thả cua đi hết rồi." Vừa mệt, vừa đói, lại vừa tủi cực, người mẹ òa lên khóc: "Giời ơi là giời, sao đời tôi khổ thế này? Người ta có con nhờ con, có của nhờ của. Tôi chỉ có một đứa con mà chẳng biết thương mẹ. Đồ bất hiếu, xéo ngay khỏi nhà này. Từ nay chẳng mẹ con gì nữa." Thuận tay, người mẹ cầm ngay đòn gánh phang vào chân con. Thằng bé trúng đòn vào chân đau điếng, vội chạy ù ra khỏi cửa. Người mẹ gục mặt vào cạnh bàn, đôi vai gầy guộc rung lên từng hồi trong cơn đau khổ xé lòng. Nỗi giận trời già bất công, nỗi thương thân phận hầm hiu chưa hề có một ngày nào vui trọn vẹn, chưa có một giờ nào thật sự thảnh thơi. Bên cạnh vẫn âm ỉ nỗi ân hận đã nặng tay, nặng lời với đứa con thân yêu duy nhất. Từ trước đến nay, có bao giờ thằng bé bị bà la mắng, nói gì đến đánh đập đuổi xua? Chỉ tại hôm nay trời nóng quá, hàng họ ế ẩm, chủ nợ lại chặn đường chửi bới đủ điều. Cực nhục quá đỗi, thân cỏ đơn chiếc, làm sao giữ nổi bình tĩnh khi chút hy vọng còn con là một bữa ăn cải thiện mà cũng không thành hiện thực. Chìm vào tột cùng đau khổ, người mẹ cứ gục đầu, không biết thời gian trôi qua, không biết bên ngoài trời đã xế chiều. Khi chợt tỉnh, nhìn quanh thấy im vắng lạ thường, người mẹ nhớ lại chuyện lúc trưa, hốt hoảng gọi con, không nghe tiếng thưa. Cô vội nháo nhác đi tìm. Cuộc tìm kiếm kéo dài gần 40 năm. Người mẹ trẻ ngày nào đã trở thành một bà cụ cô đơn, còm cõi, sống hiu quạnh nơi quán nước bên đường. Hai mắt đã mờ, hai tai đã lãng, nhưng nỗi nhớ thương ân hận vẫn còn tươi nguyên, vẫn còn da diết. Bao nhiêu năm trời lang thang tìm con khắp nẻo, không kể nắng mưa gió bụi, không kể lạnh lùng đói khổ, bà sống nhờ hạt cơm bố thí. Chỉ có một chút lửa hy vọng nhìn lại mặt con, ôm con trong vòng tay, nói lên lời xin lỗi, mới giữ được bà còn sống đến ngày nay. Chút hy vọng ấy như sợi dây tơ, giữ bà liên hệ với cuộc đời. Những năm gần đây, sức đã mòn, chân đã yếu, bà đành về làng cũ, dựng tạm quán nước bên đường, làm nơi trú thân và để tiện việc hỏi han, tin tức đứa con lưu lạc. Sáng nay, tự nhiên bà cụ thấy nôn nao lạ lùng. Từ sớm, bà đã lùi cui dọn dẹp bàn ghế, quét sạch nhà cửa, quét luôn đám lá ngoài sân. Lì tách trên bàn đã sạch sẽ ngay ngắn, nhà cửa đã ngăn nắp, gọn gàng, mà bà vẫn luôn tay làm việc. Dường như có một luồng sinh khí tràn vào thân tâm, khiến bà mạnh lên, trẻ lại. Nhưng bà không hiểu nguyên do, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra cho mình. Mải làm, bà không biết có một người khách vừa đến. Khi nghe tiếng gọi, bà mới giật mình, ngẩng lên chào hỏi. Khách là một vị tu sĩ, trạc tuổi 50, giọng nói tử hòa, trầm ấm. "Bà cụ mở quán này lâu chưa?" Bà bưng tách trà, đặt ngay ngắn trước mặt nhà sư, chắp tay cung kính. "Bạch cụ, con mới mở vài năm nay thôi ạ. Trước đây con cũng ở làng này, nhưng tận sâu trong kia." Nhìn theo ngón tay chỉ của bà cụ, sư như nhận ra điều gì, vội hỏi tiếp. "Thế bà cụ ở đây cùng với con cháu chứ?" Bà cụ đưa tay áo lên, lau giọt nước mắt vừa ứa ra, buồn bã trả lời. "Bạch cụ, trước kia con có một đứa con trai, năm nó 12 tuổi, chỉ vì một chút bất hòa, nó đành đoạn bỏ con đi biệt tích. Con tìm nó suốt 40 năm nay, sức mòn hơi tàn, nhưng cũng gắng sống chờ gặp lại nó, nói với nó một câu xin lỗi, rồi mới yên tâm nhắm mắt. Nếu không thế thì con không có mặt mũi nào
nhìn nhà con dưới suối vàng được ạ. Được rồi, như mạch nước được khai thông. Bà cụ run run ngồi xuống bên sư, kể hết mọi sự tình. Bà kể về những tháng năm mẹ con đầm ấm bên nhau, đến chuyện một bát canh cua làm đoạn lìa tình mẫu tử. Bà kể về khoảng thời gian lang thang khắp nẻo, vừa xin ăn, vừa lặn lội tìm con, cho đến tuổi già còn đau đáu ngóng vời đứa con biệt dạng. Bà không thấy rõ mặt sư vì dòng lệ nhiều năm đã làm mờ ánh sáng của đôi mắt trong. Nhưng bà cảm nhận một sự thân thuộc và tin cậy không tả nổi với người khách lạ này. Cho nên, tâm sự chất chứa bao năm đầy ắp, nhờ có dịp được trút cạn nỗi niềm, nhà sư sững sờ, ngồi lặng thinh. Trước mắt ngài hiện rõ hình ảnh một đứa bé gầy guộc, đen đủi, mặc chiếc quần cộc đen, ngồi nhìn đám cua đang khóc trong giỏ, rồi lui cui thả chúng xuống ao. Đứa bé ra cửa đón mẹ, hai mẹ con đang nói cười vui vẻ. Bỗng đầu mẹ quắc mắt nhìn mâm cơm và một chiếc đòn gánh vang đến. Vết đau nơi chân không sâu bằng vết đau trong tâm hồn non trẻ và sự hoảng sợ khi cậu bất chợt nhận ra một người khác nơi mẹ mình. Một con người sân hận, hung dữ mà cậu chưa hề gặp. Cậu không biết mẹ đã biến đi đâu, người mẹ hiền từ, dịu dàng vẫn vuốt ve ôm ấp cậu. Cậu ôm đầu chạy trốn con người hung dữ kia, tai vẫn văng vẳng nghe tiếng gào thét của hắn. Cậu nhắm mắt chạy mãi để trốn tránh những hình ảnh, những âm thanh ma quái ấy, cho đến khi mệt đuối, cậu ngã xuống một bờ đê, bất tỉnh. Bà cụ vẫn thủ thỉ kể chuyện đời mình bằng một giọng đều đều, nhỏ nhẹ. Sư vẫn ngồi đó yên lặng, tiềm thức tiếp tục trỗi dậy những hình ảnh ngày xưa. 40 năm dài chỉ như một chớp mắt, cậu bé được một vị sư già đưa về chùa săn sóc, dở tỉnh dở mê. Cơn chấn động tinh thần dữ dội, thêm sự nhọc mệt quá độ của thể xác, làm mất hẳn trí nhớ. Cậu không biết mình con ai, ở đâu, tên gì, vì sao nằm gục trên đám ruộng xa lạ. Khi tỉnh dậy nhìn quanh, thấy mình đang ở trong chùa, bên cạnh là vị sư già đang nhìn cậu bằng đôi mắt bao dung, từ ái. Kể từ hôm ấy, cậu như mới được sinh ra, sống nương cửa Phật, nhờ ơn giáo dưỡng của sư phụ trụ trì. Tu hành tinh tấn, giới hạnh trang nghiêm, cậu dần trưởng thành, trở nên một vị chân tu, thạc đức, được sư phụ cho kế thừa trụ trì ngôi tu viện. Trong một đêm thiền định sâu xa, khi mọi vọng niệm bặt dứt, trở về với bản tâm thanh tịnh, rỗng lặng sáng ngời, ngài đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Thời thơ ấu bên người mẹ hiền, sớm hôm tần tảo vụt hiện ra, rõ ràng như chuyện xảy ra hôm qua. Mẹ giờ chắc đã già yếu, quạnh quẽ cô đơn, từng ngày mong ngóng đứa con duy nhất. Người tu cắt ái từ sở thân, nhưng không vì thế mà lãng quên công sinh thành dưỡng dục, phải trở về quê cũ, tìm gặp mẹ hiền, nghĩ cách bù đắp cho người những gì mình thiếu sót, báo đền ơn sâu của người dù đã muộn màng. Sáng sớm hôm sau, ngài sắp xếp công việc trong tự viện, giao phó cho những đệ tử thân tín, bảo là ra đi có việc cần, khi nào xong việc sẽ trở về. Một mình ngài tìm về làng xưa, nhận không ra quang cảnh cũ. 40 năm, bao nhiêu nước chảy qua cầu, mái nhà tranh thân thương cạnh bờ ao rau muống, nay chỉ là mảnh đất cỏ dại. Đi quanh xóm, không còn một gương mặt thân quen. Mẹ già đã phiêu bạt nơi đâu, hay đã ra người thiên cổ. 40 năm, hình ảnh mẹ bị phủ che bởi lớp bụi dày vô ký. Con không hề biết trên đời này có mẹ, thảnh thơi sống trong thiền môn, vui với câu kinh tiếng kệ. Chao ôi, tu hành mà làm gì khi một chữ hiếu chưa trả xong, khi không biết mẹ hiền đang ở đâu để lo bể phụng dưỡng. Nhiều năm trôi qua như thế, ngài quẩy gói làm du tăng đi khắp hang cùng ngõ hẹp, hỏi thăm tin tức về một người mẹ mất con. Trả lại câu hỏi của ngài, mọi người đều lắc đầu không rõ. Rất thông cảm và rất thương cho vị tu sĩ có hiếu, nhưng không ai có thể giúp ngài được gì. Nhiều người góp ý, có lẽ thời gian qua lâu thế, mẹ ngài đã khuất bóng rồi chăng, biết bà cụ ở đâu mà tìm. Chỉ một mình ngài vẫn giữ trọn lòng tin, Phật trời không phụ người thành tâm,
sẽ có ngày mẹ con đoàn tụ. Và bây giờ, sự thật mà cứ ngỡ trong mơ, mẹ đang ngồi trước mặt, đang kể về những năm tháng đau khổ trong đời. Mẹ kể chuyện cho người mới gặp lần đầu, sao có vẻ tin cậy đến thế? Phải chăng vì từ lâu không có ai lắng nghe bằng tất cả tấm lòng, hay vì sợi dây tình cảm thiêng liêng đã rung lên thành điệu nhạc vô thanh? Nhìn mẹ say sưa nói mà nội tâm sư đang bị đấu tranh bởi hai tư tưởng trái ngược. Bên này là tình cảm thông thường, sư muốn ôm chầm lấy mẹ, khát khao hít đầy lồng ngực mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ. Bên kia là trí tuệ và lòng từ của một bậc chân tu, muốn độ mẹ hiền qua biển khổ sinh tử. Nếu hôm nay sư nhận mẹ, đưa mẹ về chùa phụng dưỡng, thì tình cảm mẹ con sẽ khiến bà sinh tâm chiếm hữu, ỷ lại và khinh mạn đối với chư tăng. Mẹ vẫn còn tâm chúng sinh với đủ tật tham, sân, si, sao khỏi tổn phước. Như thế thương mẹ mà vô tình làm hại mẹ. Còn nếu không nhận mẹ, để mẹ cứ mãi cô đơn nơi quán nước hiu quạnh, thì chẳng hóa ra bạc bẽo tàn nhẫn lắm sao? Làm thế nào trọn vẹn cả đôi đường? Sư có thể gần gũi chăm sóc mẹ, hướng dẫn mẹ tu hành theo chánh pháp, mà mẹ không tổn phước khi sử dụng của tín thí đàn na. Sư trầm tư suy tính, chợt một ý nghĩ lóe lên, ngài mỉm cười tự nhủ. Phải, cần phải làm như thế. Nắm bàn tay nhăn nheo gầy guộc của mẹ, ngài dịu dàng hỏi. Này cụ, cụ có muốn theo tôi về nương cửa Phật chăng? Bà cụ không tin vào tai mình. Bạch cụ, cụ dạy gì con không rõ. Sư thương cảm nhắc lại từng tiếng. Bà cụ muốn theo tôi về chùa chăng? Bà cụ mừng rỡ thốt lên. Được thế thì còn gì bằng. Nhưng bạch cụ, con già yếu thế này, đâu thể làm công quả cho nhà chùa được ạ. Sư vỗ nhẹ vào tay mẹ. Bà cụ đừng lo, người khỏe có việc của người khỏe, người già yếu khắc có việc cho người già. Bà cụ ở chùa, sớm hôm niệm Phật, biết đâu nhờ Phật độ trì mà sớm tìm gặp con mình. Để tôi về chùa bạch cùng chúng tăng, nếu được chấp thuận, tôi sẽ đến đây đón cụ. Từ đó, bà cụ về ở am tranh nhỏ sau chùa. Không ai biết bà là mẹ của hòa thượng trụ trì. Ngay cả bà cũng không ngờ mình đang sống cạnh người con yêu quý. Sáng nào sư cũng đến thăm bà, hỏi han sức khỏe, nhắc bà niệm Phật. Việc công quả hàng ngày, sư phân công bà nhặt hoa lá rụng trước am, khỏe làm, mệt nghỉ. Công việc bà thích nhất là nhặt hoa sứ. Cây sứ lâu năm trồng phía trước am tranh của bà, hoa nở trắng cây thơm ngát. Bà nâng niu từng đóa, chọn những hoa còn tươi, rửa sạch, đặt vào hai bát sứ. Một bát bà dâng cúng Phật, bức tượng Đức Phật Di Đà mà sư đã đưa đến tặng bà. Bát hoa thứ hai bà để trên bàn dành biếu sư. Mỗi lần đến, sư đều ngồi trên chiếc ghế trên bàn, nâng bát hoa sứ bằng hai tay, nhìn thật lâu vào những cánh hoa, sau đó mỉm cười cảm ơn bà cụ. Không nói ra, nhưng bà cũng biết ngài trân trọng tấm lòng của bà đối với ngài. Chỉ có thế cũng đủ làm cho bà cụ vui suốt ngày. Bà ôm ấp niềm vui ấy khi làm việc, khi ăn cơm, khi nghỉ ngơi và cả trong khi ngủ. Theo lời dặn của sư, lúc nào bà cũng cầm trên tay chuỗi hạt bồ đề do sư tặng, tay lần chuỗi, miệng niệm thầm lục tự Di Đà. Khi làm việc, bà mang chuỗi vào cổ tay. Như thế, sâu chuỗi hạt theo bà như hình với bóng.